Hello, xin chào anh em, xin chào tất cả anh em thợ mộc đã quay trở lại với kênh của hệ thống phân phối Vinachi. Như anh em thợ chúng ta đều biết, trong sản xuất đồ gỗ nội thất, những mặt hàng đẹp thì anh em không thể nào nhìn những hình dáng bên ngoài hay là những đường nét để đánh giá đến chất lượng của sản phẩm. Mà một phần yếu tố quan trọng nữa đó chính là những đường mộc sẽ khẳng định giá trị của sản phẩm. Trong video này, mình xin giới thiệu tới anh em một dòng sản phẩm mũi hét đuôi cá có mã là LC31732 đang là hệ thống phân phối Vinachi cung cấp, giúp anh em chúng ta có thể làm những đường mộng hét chắc chắn trên những sản phẩm đồ gỗ nội thất, những mặt hàng tháo lắp như là trồng vách, trồng ghế, trồng tay, trồng chương, vân vân. Cái thứ hai nữa là anh em có thể chống cong vênh trên những bề mặt của phôi ván như là làm ván ghế, ván đôn, ván bàn và rất nhiều những tính năng khác mà anh em có thể áp dụng được trên cái sản phẩm này. Và bây giờ thì mình sẽ đi giới thiệu chi tiết của sản phẩm để anh em có thể hiểu rõ hơn. Về tổng quan của mũi, mũi có hình đuôi cá hay là gọi là hình cánh én. Mũi có kích thước tổng chiều cao của lưỡi là 20mm, chiều rộng trên đầu của lưỡi là 12mm, chiều rộng bên dưới của lưỡi là 8mm. Mũi đang là sử dụng cốt trục 12-7 nên là phù hợp với tất cả các dòng máy xoay tay hay là máy xoay trục đứng thông dụng ở trên thị trường. Với chất liệu của mũi thì mũi đang là sử dụng bằng chất liệu hợp kim cao cấp đạt tiêu chuẩn ISO 9001 từ Đức, nên là anh em chúng ta phải thoải mái trải nghiệm những bề mặt của phôi gỗ cứng. Và bây giờ thì mình sẽ đi thực hành thực tế để anh em có thể hiểu rõ hơn. Như anh em có thể thấy, trên mặt bàn của mình thì mình đã chuẩn bị sẵn những phôi gỗ để làm demo và hai đầu mộng. Một phôi gỗ thì mình làm demo thanh khuôn tranh, mình đã lấy mực sẵn và đục lỗ mộng vuông. Lát nữa thì mình chạy anh em sẽ hiểu được cái đường mộng được tạo ra. Một phôi gỗ thì mình làm demo khung xương tay hay là khung vách và mình cũng đục lỗ mộng vuông sẵn. Và bây giờ thì anh em sẽ theo dõi cách làm việc của mình. Vừa xong thì anh em đã xem một đoạn video ngắn mình thực hành chiếc mũi hét đuôi cá. Và đây là cái sản phẩm mình làm demo để anh em chúng ta có thể hiểu rõ. Khi anh em mua về thì anh em có thể áp dụng và làm. Với những đường mộng của nó cực kỳ là chính xác và sắc bén, có độ thẩm mỹ cao. Anh em mà muốn đặt hàng thì anh em có thể nhấn trực tiếp vào đường link ở dưới phần mô tả, hoặc là anh em có thể để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận, nhân viên sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Anh em nhớ like, subscribe, chia sẻ để không bỏ lỡ những video mới từ hệ thống phân phối Vinachi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.